Rất vui được gặp lại bạn trong video ngày hôm nay. Để có được một bản thiết kế cover đi đúng hướng và tiết kiệm thời gian nhất, bạn hãy làm theo 3 bước. Đầu tiên là chọn lọc thông tin để đưa lên thiết kế. Bước thứ hai là phác thảo thiết kế trong đầu hoặc ra giấy. Và cuối cùng mới thực sự đi vào thiết kế và chỉnh sửa. Bước số 1, chọn lọc thông tin thì mình quyết định sẽ làm một cover tổng quan về thương hiệu. Những thông tin mà mình sẽ đưa vào ảnh bìa đó là tên thương hiệu, hệ thống cửa hàng mẹ và bé, nhóc and mom chăm sóc con yêu. Những đặc điểm nổi bật của thương hiệu đó là sản phẩm chất lượng, chính hãng, an toàn cho mẹ và bé và ship hàng toàn quốc. Mình cũng đưa ra tên các dòng sản phẩm chính và địa chỉ của 3 cửa hàng. Và không quên kèm một hình ảnh minh họa để sinh động hơn. Bước 2, bạn có thể phác thảo thiết kế trong đầu hoặc ra giấy. Mọi thứ chuẩn bị đã xong và chúng ta đi vào thiết kế và chỉnh sửa. Khi bạn tìm kiếm trên Google từ khóa kích thước cover fanpage thì sẽ trả về kết quả là kích thước xem trên laptop là 828 x 315, còn trên điện thoại là 828 x với 465. Vậy thì làm thế nào để chúng ta dung hòa được trên cùng một bản thiết kế ảnh bìa mà xem trên laptop và trên điện thoại đều ok? Thì mình sẽ hướng dẫn bạn một cách mà mình hay làm. Trước tiên thì bạn vào phần tạo thiết kế của Canva và tạo theo kích thước xem ở trên máy tính, đó là 828 x 315. Và đây chính là khung hình chuẩn của cover fanpage trên máy tính và chúng ta sẽ thiết kế ở trên khung hình này. Bạn quay lại bức ảnh trên Google và tải nó về giúp mình. Sau đó thì bạn up lên Canva. Mình sẽ dùng bức ảnh này để xác định khung thiết kế phù hợp. Đưa khung hình này vào thiết kế và kéo nó ra cho vừa vặn. Phần hiển thị trên điện thoại nằm ở chính giữa, còn hai bên trái phải thì đều chừa ra một chút. Do đó thì tất cả những thông tin mình chỉ đặt vừa vào khung này thôi. Mình tạm thời xóa bức ảnh này đi. Tiếp theo mình đi tìm một ảnh nền phù hợp với hình đã phác thảo. Ở đây thì mình dùng nguồn tài nguyên từ Lopic. Bạn tìm ở trên PNG hoặc là Envato cũng tương tự như vậy. Mình chọn background là hình nền và trong ô tìm kiếm thì đánh tiếng Anh Mother and Baby Pink, mẹ và bé hồng, để tìm được các hình nền có phù hợp với lại nội dung mẹ và bé và có màu hồng. Vì như mình đã chia sẻ ở video trước là thương hiệu mà mình đang làm thì có màu chủ đạo là màu hồng. Đấy, bạn có thể thấy là rất nhiều hình nền đẹp. Vì thiết kế của mình nhiều chữ và mình muốn làm nổi bật tên thương hiệu cho nên là mình sẽ chọn một cái màu hồng nhạt thôi. Bạn có thể bấm nút sang trang tiếp theo để tìm kiếm. Đây rồi, mình đã tìm thấy hình nền mà mình muốn và mình sẽ tải bức hình này về và up lên Canva. Ok, mình sẽ đưa khung nền vào thiết kế và căn chỉnh lại cho vừa vặn. Sau đó thì viết các chữ vào như bản phác thảo. Việc thêm chữ thì rất là dễ dàng và cơ bản nên mình xin phép được tua qua đoạn này nhé. Vậy là bước phác thảo của mình đã được đưa lên thiết kế rồi. Bây giờ mình sẽ design cho từng chữ này. Hệ thống mẹ và bé này thì mình sẽ vào chọn một kiểu chữ in đậm. Kiểu chữ Montserrat Exarchopoulos này thì khá là tròn trịa và lịch sự. Mình chọn cho một màu hồng, hồng đậm hơn màu hồng nền một chút. Và đẩy chữ này lên cao. Trên thương hiệu nhóc măm thì mình chọn một kiểu chữ mà đã gọi là mẫu kiểu chữ thương hiệu rồi. Đó là Exarchopoulos. Mình sẽ cho to chữ này lên. Kéo các chữ này xuống một chút để thuận tiện cho việc chỉnh sửa hơn. Và chuyển màu trắng để nổi bật. Hiệu ứng chữ nâng lên và cường độ là 70. Chữ chăm sóc con yêu thì mình chọn một phông chữ đó là Grief Viber. Đây là một chữ rất là đẹp mà mình nghĩ là bạn nên nót lại để sử dụng. Với các dấu hỏi, ngã và nặng thì Grief Viber sẽ bị lỗi. Nhưng với các dấu sắc huyền vẫn có thể dùng ok. Chọn chữ màu đỏ và hiệu ứng chữ là nâng lên cường độ 50. Tiếp theo đến chữ sản phẩm chính hãng thì mình sẽ vào thành phần, chọn mục hình dạng. Mình sẽ chọn một hình vuông có viền và có góc bo tròn. Rồi căn chỉnh hình vuông này thuôn dài theo dòng chữ sản phẩm chính hãng, an toàn cho mẹ và bé. Mình sẽ chỉnh nền cho hình vuông này có màu đậm hơn màu nền của bức ảnh, còn đường viền thì đậm hơn nữa. Một đường viền đậm hơn sẽ tạo sự nổi bật. Kiểu chữ mình sẽ sử dụng là kiểu Laura. Đây là một kiểu chữ rất là phổ biến và được ưa chuộng trên Canva bạn nhé. Bạn cũng nên note lại để sử dụng. Mình sẽ chỉnh sửa nó và đưa nó thành màu trắng và chuyển đậm. Hiệu ứng cho chữ ở đây là hiệu ứng bóng. Di chuyển là 60, hướng âm 71 là M0 và trong suốt là 50. Mình thấy các thành phần này có vẻ hơi to so với thiết kế nên mình sẽ gom chúng lại và chỉnh sửa lại cho nhỏ đi một chút. Bây giờ mình sẽ tạo một bản sao của hình vuông này và chỉnh lại, kéo ngắn lại cho vừa với lại chữ và điều chỉnh vị trí để hình vuông về phía sau còn chữ lên phía trước. Tiếp tục chọn phông chữ Laura và có kích cỡ giống với lại kích cỡ của chữ sản phẩm chính hãng. Chọn chữ đậm và chuyển sang màu trắng. Này mình sẽ chỉnh sửa một chút vì trông nó hơi bị rắc rối ở chỗ này. Thứ nhất là kéo ngắn chữ này lại. Rồi và ở những cái chữ tiếp theo mình sẽ cho nhỏ đi và để có thể dễ dàng điều chỉnh. Chữ nói không với hàng kém chất lượng này mình sẽ cho đậm lên và chỉnh hiệu ứng là bóng. Di chuyển để là 50, hướng là âm 34, làm M là 18 và trong suốt là 40 để cho khác với chữ sản phẩm chính hãng đi một chút. Lại căn chỉnh tiếp các bạn ạ. Thực sự là trong một thiết kế thì chúng ta phải căn chỉnh thường xuyên. Vừa nãy thì mình kéo xuống đúng không? Và bây giờ thì mình lại kéo lên. Chữ ship hàng toàn quốc này mình sẽ chọn tiếp là phông chữ là Laura và để in đậm và chuyển sang màu hồng này giống với lại màu của hình nền. Ở chỗ này thì bạn vào thành phần và tìm cho mình từ khóa là đường thẳng vào đồ họa. Đây chọn một cái hình đường thẳng như thế này để kẻ chân ở bên dưới của chữ ship hàng toàn quốc. Cũng chỉnh đường thẳng thành màu hồng giống màu của chữ ship hàng toàn quốc nhé. Căn chỉnh cho vào giữa. Với những chi tiết rất là nhỏ thì các bạn hãy cho to thiết kế lên thì bạn sẽ chỉnh được nó dễ hơn. Rồi mình thực hiện nhóm hai thành phần này vào. Tiếp theo mình chỉnh sửa đến các tên của các dòng sản phẩm. Mình vào chọn một hình vuông có góc bo tròn và không có viền. Và chỉnh sửa hình chữ nhật này. Rồi chữ này mình có thể chuyển sang màu trắng. Và cho đậm lên. Phông chữ này thì mình sẽ chọn một phông chữ mà mình đã có một cái suy nghĩ từ trước, đó là Cream Pro Bowl. Đây, rồi mình sẽ cho to lên. Để cho nổi bật hơn thì mình sẽ chuyển hình vuông thành màu trắng và chữ thành màu hồng. Thì như vậy sẽ nổi bật hơn. Chữ này thì màu hồng này giống với màu hồng của hệ thống cửa hàng. Rồi và bây giờ mình sẽ chỉnh sửa đến các địa chỉ của các cửa hàng này. Mình chọn cả ba cái và chọn cỡ chữ là Laura để chữ nghiêng và chuyển thành chữ đậm và để chữ là màu hồng và kéo chỉnh lại các chữ này. Sẽ sửa một chút với chữ nhóc and mom này đó là chuyển từ chữ in hoa sang chữ in thường để phù hợp hơn với lại logo thương hiệu. Do kết cấu của phông chữ này thì chữ và, ký hiệu và này hơi bị to, cho nên mình sẽ sao chép chữ nhóc măm này và tạo một chữ và khác với cỡ nhỏ hơn. Tùy chỉnh vào đây và căn chỉnh nó để cho vừa vặn và khớp với lại hình này, nhìn sẽ hợp lý hơn. Gom góp vào một nhóm để dễ tùy chỉnh. Mình sẽ sửa một chút chữ xếp hàng toàn quốc này, phông màu chữ đậm hơn, một phông chữ trầm hơn. Còn những sản phẩm này thì để một khoảng cách dòng ngắn hơn, đó là 1,4 thì thành 1,2. Đấy thì nó sẽ gọn hơn, và khi người đọc thì với một cỡ chữ ngắn hơn thì họ sẽ đọc tập trung hơn. Kéo dài cái chữ này ra và cái hình vuông này ra để có một sự cân xứng. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh 3 địa chỉ này để cho vừa vặn với lại khung hình. Tiếp theo bạn vào phần hình dạng và chọn cho mình một hình tròn, cho nhỏ hình tròn lại để trở thành những dấu tròn cho 3 chữ, cho 3 cơ sở cửa hàng. Khi chỉnh được một cái ok rồi thì bạn dùng nút tạo bản sao để tạo những dấu tròn tiếp theo nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một hình minh họa cho cover này. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một hình này rồi. Đây cũng là hình mà mình đã tìm kiếm ở trên lớp pick. Mình chọn lật ngang hình lại và điều chỉnh cho nhỏ và để vừa vào với lại với khung hình. Sau khi đưa hình minh họa vào thì bạn thấy là thiết kế của chúng ta đang bị lệch. Vì thế mình sẽ điều chỉnh lại để đưa tất cả các thành phần vào chính giữa. Bây giờ thì mình sẽ đưa lên bức ảnh để kiểm tra sự hiển thị của cover này trên fanpage và máy tính xem đã cân hay chưa. Như vậy là bạn thấy là tất cả những thông tin cần thiết thì đều đã nằm trong phần hiển thị của mobile, còn hai phần trừ hai bên thì chỉ để làm hình nền cho đẹp hơn. Khi mà bạn cho cái nền này trong suốt lại thì bạn sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng và có thể chỉnh sửa một vài yếu tố để cân hơn. Rồi bây giờ hãy tận hưởng thành quả của chúng ta và đưa nó lên Facebook. Bạn có thể đặt tên cho thiết kế này và bấm nút tải xuống thì đưa kích cỡ lên là 3 để khi tải xuống thì chất lượng cao hơn và ảnh sẽ không bị vỡ.